Kamen Rider Gacha Trailer tập 2. Sau khi biết thầy chủ nhiệm cũng như cô học sinh ưu tú trong trường là hai giả kim thuật sư ẩn danh, anh đã được mời tới do khả năng chuyển hóa hình Koro Gacha tới phòng giả kim thuật cư trú có thể trong căn phòng bí mật mà anh đã không hề đột nhập khi theo dõi cô bạn cùng lớp với mình. Đến đây anh đã nhận được những bài học đầu tiên trong trailer của tập 2. Một căn phòng đầy rẫy những vật phẩm liên quan tới giả kim. Phần thú vị nhất có lẽ là phần cán cân giữa hai lá bài. Nếu mà nhìn không lầm thì lá bài ở phần nhẹ hơn lại là số 9, còn phần số 1 đang nặng hơn. Và hình ảnh cánh tay của Gacha như vừa bị tổn thương rất nặng. Có thể đây sẽ là một bài học đắt giá đầu tiên mà thầy chủ nhiệm của anh muốn dành cho Hotaro. Anh có lẽ đã bị cán cân của số 1 đè lên phần tay của mình nên đã bị chấn thương nhẹ vào tay. Điều này cũng có thể là một bài học khác liên quan tới việc mặc dù cả hai đều có biểu tượng rõ ràng giống như biểu tượng trên bottle của Bill, Chemi Card nào có biểu tượng 1 và 9 không đồng nghĩa với việc chúng có thể kết hợp combo với nhau, mà chúng phải hoàn toàn cân bằng với nhau thì mới kết hợp thành hình dạng thật sự của Gacha. Đó là sự cân bằng trong giả kim thuật, trao đổi đồng giá. Và những bài học như bài kiểm tra sẽ được huấn luyện bởi cô bạn cùng lớp của Hotaro. Cô ta sẽ đưa ra rất nhiều thử thách cho anh. Với khả năng điều khiển mọi thứ bằng chiếc nhẫn, tập hợp chúng thành một cái cầu thang hoặc tấn công bất ngờ kẻ thù, anh có lẽ phải henshin thành Kamen Rider để tấn công cũng như né tránh tất cả những đòn tấn công để thuần thục việc chuyển hóa thành một chiến binh để chiến đấu. Vì nhìn giả kim thuật nhưng họ vẫn là những pháp sư tấn công tầm xa. Chỉ có anh là một kẻ thuần cận chiến khi biến cả hai Chemi Card trở thành bộ giáp của mình để lao vào đánh giáp lá cà với kẻ thù mà thôi. Và kẻ thù lần này, chiếc Chemi Card sẽ mang sức mạnh của Scaror, một tấm ván trượt, và nó cũng sẽ kết hợp với một nhân vật nào đó. Theo như phân cảnh trong những hành được leak ra, có lẽ kẻ đó sẽ là một tên tội phạm bị cảnh sát bắt giữ. Với sức mạnh cũng như tà tâm của hắn, hắn đã chuyển hóa trở thành một Magram. Sẽ là trận chiến với hình dạng cơ bản Steam Hopper, vì đây chỉ là một mảnh ghép của form thứ hai của anh ấy mà thôi. Vẫn chưa có mảnh ghép Samurai, và theo tiến độ lần này thì phải 2 tập hiện nay mới có một form mới. Tập lần này cũng không bị bỏ quên khi anh ấy sẽ có được sức mạnh của chiếc xe để đúng với tên gọi Coral của mình. Đầu tiên thì chiếc xe này vẫn là Chemi Card như các bạn đã thấy ở tập 1, nó cũng tấn công cái hù bằng hai chiếc càng của mình, giống với hình dạng con tôm. Mình cũng không rõ chiếc xe này sẽ là chiếc Chemi Card nào. Điều đặc biệt còn lại có lẽ là hình dạng của nó thật sự là một những chiếc xe đẹp nhất trong dạo gần đây, từ màu sắc cho đến thiết kế, thật sự rất độc lạ để xứng đáng với cái danh Kamen Rider. Tất nhiên là chiếc xe Boots cũng không phải là tệ, nhưng mình cảm thấy nó vẫn như một chiếc xe bình thường. Đây mới thật sự là chiếc xe của một chiến binh, một Kamen Rider đúng với tên gọi con ấy, hay chính xác chúng ta gọi là siêu nhân. Tông màu mạ chrome lên vào vàng và bạc thì chắc cũng không còn màu nào tuyệt vời hơn rồi. Một số phân cảnh khác đoạn trailer là phân cảnh tâm sự cùng với mẹ mình về ước mơ cũng như nhiệm vụ được giao phó. Có lẽ mẹ ấy sẽ truyền động lực để đây tiếp tục cuộc hành trình, tiếp tục thử thách với hai giả kim thuật kia. Có lẽ lúc đầu Hotaro sẽ bị áp đảo khá nhiều và cần mẹ mình lấy động lực để quyết tâm để tiếp tục chiến đấu. Và trận chiến cùng với sức mạnh khẩu súng hỗ trợ được chiếc xe máy, sức mạnh của Kamen Rider sẽ được hoàn thiện ở đoạn đầu của toàn bộ series. Khả năng cao sẽ có đoạn kết liễu phối hợp cùng với chiếc xe này. Và đó tất cả gì trong đoạn trailer, chúng ta sẽ đến những hành được viết ra. Hình ảnh được viết ra nói về cuộc nói chuyện giữa Hotaro lúc anh ấy tham gia phòng thí nghiệm, cũng như hình ảnh của bạn anh ấy. Hình ảnh ông chú đang nói một với cháu gái của mình, có lẽ là hai cha con chăng. Cao sẽ là nhớ quá khứ cũng như việc công việc của gia đình của ấy đã được truyền lại, đi truyền lại từ rất nhiều thế hệ với nhau. Có khả năng sẽ tiết lộ thêm về mối quan hệ thầy chủ nhiệm cùng với cô bạn học bí ẩn này. Và cuối cùng, tên Varvarat, vũ khí này có thể hắn ta cũng sẽ tương trợ một phần giúp cho Gacha tiêu diệt được Chemi. Vì mình nghĩ hắn sẽ chưa tham chiến gấp, sẽ giống như ông thầy, hắn ta sẽ tương trợ để giúp anh ấy thoát khỏi một tình cảnh hiểm nghèo nào đó. Và đó là toàn bộ giải thích mình xoay quanh Kamen Gacha trailer tập 2. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem tới đây của video. Mong các bạn hãy like và subscribe cho mình để mình được 10.000 subscriber trên kênh Riding On này nha. Nếu bạn muốn mình làm về video cũng như top trailer nào, hãy comment phía dưới cho mình nha. Mình là Riding On. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn xin.